uống nước nhớ nguồn vốn là truyền thống đẹp của người dân nước Việt. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, còn cháu con có ông bà cha mẹ sinh thành ra mình. Sự tinh hoa của ông bà lại truyền sang cha mẹ, rồi đến lượt các con, và tiếp tới thế hệ cháu chắt. Cứ thế, và chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đủ làm lên tinh hoa của một dân tộc, của bao lớp người biết ghi ơn công đức thế hệ đi trước. Câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Giờ đây ai cũng khắc cốt ghi tâm lời giáo huấn mộc mạc mà sâu nặng ân tình này. Vâng, chẳng còn ai biết được tác giả của lời hát ru ấy, nhưng ngữ nghĩa và âm điệu của nó cứ vọng mãi đến ngàn sau, thầm nghe trong gió sụt sùi, cơn mưa mách vào ngậm ngùi vong linh. Con chim nói hộ trời xanh, hoa thơm nói hộ đất lành mênh mông. Nỗi buồn trên áng mây bông, những điều dữ báo ngay cho mỗi người. Mảnh đời như ánh sao trời, để rồi thảng thốt đổi ngôi bất thường. Bao năm tháng sống yêu thương, khi về chín suối còn vương tất lòng.
Lão chân yêu tiêu bạch chú lão
chung phủ tính bình minh phai tan tận hồng trần. Hóa cơ đang thập địa pháp vân hoa quả chứng nhất thường. Thiền sư chư vị thánh tăng thiền tọa hạ lạp hoàn nghìn thiếp các thể lâm
lại chi nghĩa ủy hợp đồng trai ra dư môn khuyến ngang đẳng ngàn ấn các tự xâm phục vì chi nghĩa tiên hiện nghĩa tỷ phạm thị thúy chân linh nguyên mệnh sinh ư bính tí liên mời nguyệt đẹp tài độ sinh hưởng bảo điện bát hợp nhị tuyến tài hàn tư đinh dầu liên nhị nguyệt nhị thập tứ nhật mão thời thọ trung vi kéo vi phổ tiên hiền vi khảo nghe hoàng văn á chân linh tư nhân tổng vi phát hiện tỷ trai tuần kém vi kính tiên đội gia tiên tổ hiện tổ vi khảo nghe văn hành chân linh á linh tổ tỷ vũ thị bầu chân linh tàng tổ vi khảo nghe văn vi phổi chân linh á linh tổ tỷ chính thất nguyên thị phép chân linh thứ vi thất ngô thị đảm chân vi linh kinh tiên tổ cô lê thị nhớ chân linh mạnh vi bá lê văn vi hái chân linh đường cô lê thị nhập chân vi linh bá khảo lê văn thuộc chân vi linh thị bùi thị giỏi chân linh thúc vi khảo lê văn thuộc chân linh vô định vi phách chân vi linh ngô thị nhụ chân linh lê thị bám chân lý an linh phạm thị soạn chân lý an linh lê thị mỏng chân linh phạm văn thanh chân lý an linh giáo phụ nguyễn đắc lý đới chân linh tỷ nguyễn thị mót chân lý an linh kiêm vị phụ tiến ngoại giao tiên tổ hiền lý tổ phạm quang pháp chân lý an linh tổ tỷ nguyễn thị mão chân linh lê thị chính chân linh di mẫu phạm thị xuân chân linh phổ cập nội ngoại đảm đẳng chiêu vị chân linh đồng trượng tha duyên chân linh hòa ái bảo quân triều tính đảnh chân linh ở trên người sống chân linh ở trên người phó pháp nội ngoại đảm đẳng kiếm vị phụ tiến chân linh đặng văn phiếu chân lý an linh phổ cập nội ngoại đẳng đẳng nhất thiết chư vị chân linh tinh đa phép tiền thiên quan gia trái chủ phiếu thổ trong đối mạnh mạnh đẳng hồn đồng trường trai duyên quân siêu tính sư tông sư thiền sư chư vị bồ tát thiền và hàng hà cùng lý tổ sư tính nhân nhân nặng tâm điện văn song lưu thị nhất hằng chính thị pháp thân chi thanh tịnh phù văn văn hiểm chân nữ diệu tinh chi u nhàn quảng vật thần thông hoàng khai diệu lực cung phỏng tôn từ dặn tòng phàm hồn phục nguyện tổ đăng vinh chiếu pháp ấn trùng quang trí tuệ viên long thả độ quần mê chi quang linh công cảm ứng hoàng suy phách phúc chi lương duyên nhất thiết sở cầu mắt trái quả hòa ý đáng thần đáng tình vũ nhập thích thiết bình dinh chi chi cẩn sơ thiên vật đinh dọc liên tứ nguyệt thập kính nhật trai chủ thành công hòa nam thượng sơ ý dùng bằng phó theo thank you.
địa tạng vô tạng. Loại vì con bé hoàng quốc đi đạp lên đi thì làm tức đi.
kính mê thị huyền lễ thị đi à trang lễ thị quỳnh lễ thị hương lễ văn quốc triều lễ đi thị xuân đi à như lễ nguyễn quốc đi à mạnh lễ hoàng nguyễn mai anh hôn đi à tôn nguyễn đi thị nghị thủy ngoài đi à tôn chắc đi hiếu đi à lâm chắc hiếu lâm nguyễn đi à thị hoa nguyễn thị hân nguyễn hoa đi hậu tặng đi à tôn lễ đi thủy nghị lâm lễ thủy à linh lễ hoàng quốc đi à phượng tàng hoài đi à tôn lại chín khải lại chín đi à ủy hợp đồng trai giao dự môn nguyễn đồng à ân cần từ sông phục về trình tiên hiển đi à tỷ phạm thị thúy chân linh nguyễn mạnh sinh đi ở mình đi liên bội nguyệt đẹp tài cùng sinh hợp bảo điện phát tập ý tuế đại hạ tư đinh dậu niên nhị nguyệt địa thập tứ nhật mão thời có chung phụ vị tiến hiển đi thảo lê nghi hoàng văn tá chân đi linh tư nhân tổng lê thất thiện thị trai tuần kiêm vị kinh tiến nội gia tiên tổ thiện tổ lê thảo lê văn nghị hách chân linh tổ lê tỷ vũ tỷ bâu chân linh kinh tiến tăng tổ khảo lê văn phổi chân đi an ninh tổ tỷ chính thất nguyễn thị phép chân linh thương y a thất ngô thị đảm chân y a lê kính tiến tổ cô lê thị nhớ chân linh mạnh bá lê văn hái chân linh đồng y a cô lê thị y a nhậm chân y a linh đọc văn y a phiếu chân linh ba cái a thảo lê văn nghệ thuộc chân y a lê thị bùi thị giỏi chân linh linh thúc y khảo lê văn thuộc chân y a linh ngô thị y a phách chân phạm thế văn thị soạn chân đi a linh lê thị mẫu chân linh phạm văn thanh chân linh giờ đây a phổ nguyễn đắc đi tới chân đi a linh tế nguyễn thị nghi quốc chân đi a linh kiêu vị phụ tiên ngoại gia tiên tổ thiện đi a tổ phạm quang minh pháp chân đi a linh tổ tỷ nguyễn thị mẫu chân đi a linh lê thị nghi chính chân đi a linh gì mẫu phạm thị xuân chân đi a linh thảo tập vị lê môn đường tượng phạm môn đường hạ linh đại nội ngoại đảm đảm nhất thiết chư vị chân linh tỉnh tam thế tiền kiên oan gia trái chủ kiểu tổ chấp đôi hoành quanh đảm hồn đồng trọng trai duyên quân siêu tỉnh là thành Thank you.
cần chung chỉ tôn thank you.
Thiên đức đã ngàn khởi thân đến lễ.
Lê Thị Huyền, Lê Thị Trang, Lê Thị Quỳnh, Lê Thị Hương, Lê Văn Quốc Triều, Lê Thị Xuân Mỹ Anh Như, Lê Nguyễn Quốc Nguyễn Thành, Lê Hoàng Nguyễn Mai Anh, Hồ Mỹ An Tôn Nguyễn Thị Thủy Ngoại Tôn Chắc Kiêu Hù Hàn Lâm Chắc Kiêu Lâm Nguyễn Thị Hoan, Nguyễn Thị Hân, Nguyễn Quý Quang Hậu Tặng Tôn, Lê Thủy Lâm, Lê Thủy Linh, Lê Hoàng Quốc, Lê Phượng, Tầm Liệu Thôn, Vại Chính Khải, Vại Chính Lý Áo Hủy Học, Lê Đồng Trang Cho Dương Ngôn, Quyết Thầm Ân Phận Tử Xuân Phục Vị, Chính Tiến Thiện Lý Á Thị Phạm Thị Thúy Trân Linh, Nguyên Mạnh Sinh Thư, Minh Thí Trên Quỷ Nguyên Nhật Thời Thú Sinh Thường, Bảo Vệ Nhật Điện Bát Thầm Nhị Quê Đại Hạ Ngư Đinh Châu Tiến, Nhị Nguyệt, Nhị Thập Tứ Nhật Máu Thời Thọ Trung, Phú Huyên Tiên Nhật Đi Hạ Thảo Lê Hoàng Văn Tá Chân Minh, Tứ Nhân Tổng Thất Hiệp Vị Trai Tuần, Kiêm Vị Kính Tiến Nội Cha Tiên Tổ, Hiện Tổ Thảo Lê Văn Vi Hành Trần Đi Hạ Đinh Tổ Thị, Vũ Thị Bông Trần Đi Hạ Đinh Tăng Tổ Thảo Lê Văn Phổi Trần Linh Tổ Thị, Chính Thất Linh Thị Phép Chân Linh, Thứ Thất Ngô Thị Đảm Chân Linh Tổ Phô Lê Thị Nhớ Chân Lý An Linh Mánh Bán Lê Văn Hái Chân Linh Đồng Lý A Cô Lê Thị Đảm Chân Lý An Linh Đảm Lý Văn Nghi Phiếu Chân Lý An Linh Ba Khảo Lê Văn Hộp Chân Lý An Linh Tỷ Bùi Thị Giỏi Chân Linh Thúc Lý A Khảo Lê Văn Thuộc Chân Lý An Linh Phụ Tiến Trần Lý A Linh Vũ Định Nghị Phách Chân Linh Ngô Thị A Nhụ Trần Lý A Linh Lê Thị Bóng Chân Linh Phạm Thị Soạn Trần Lý A Linh Lê Thị Mỏng Chân Linh Phạm Thị Văn Thanh Trần Lý A Linh Giống Phổ Nguyễn Đắc Đới Trần Lý A Linh Tỷ Nguyễn Thị Mót Chân Linh Phụ Tiến Ngoại Gia Tiến Lý A Tổ Tổ Nguyễn Thảo Phạm Mỹ Quang Nguyễn Pháp Trần Lý A Linh Tổ Thị Nguyễn Thị Máu Trần Linh Lê Thị Chính Trần Linh Duy Mâu Phạm Thị Xuân Trần Linh Phổ Cập Nội Quai Đảm Đảm Nhất Thiết Chư Vị Trần Linh Tỉnh Tam Thế Tiệm Khiên Quan Gia Xét Phụ Kiều Thủ Chấp Đối Hoành Mạnh Đảm Hồn Đồng Trường Trai Duyên Quân Siêu Tĩnh chỉ tật tốc chỉ huy phi đằng thượng đế phi kim trai chủ đầu tiên tê là dĩ văn thiên phủ liệu phủ thủy phủ thổ kia an liên trực mệt trực nha trước thời trực đánh ngũ lôi phát hỏa hỏa phát đơn điện hô tiêu phát hỏa hỏa chiếu tứ phương thiên hỏa địa hỏa tâm quậy chân hỏa tốc giác phật tử thiên khai địa tịch bảo hộ nhân sinh kim thần đệ tử sa môn thần phụng công thiên đình an tốc khai thiên môn hồng phán an tốc khai địa môn hồng phán an tốc khai thủy môn hồng phán học minh thiên đế nhật nguyệt phiên quang thanh nghi sứ giả bạch y đồng lương di lạc phụng biểu át an tề trương quan âm dẫn độ ngọc nữ khai trương kim đồng bút ký phát quan lục danh đạo sở nguyện như tình án ba ly bát minh hồng sở hữu hình văn nghi đương tiên tộc với đông tiền tuổi kim ngọc phù dung thanh đản với thế minh thanh toàn và thủ kim cương đại thần không được ngân tóc chú hồ mẫu quân kinh nhân văn thượng đã phá luân trình ba đơn ngoại đạo thiên ma đặt nơi mức nắp phòng sinh trở lại như thanh nếu có mong đồ thì tôi chỉ kiếm xuất chủ chữ tuyệt là ma Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiền đi ra khảo nghe hoàng văn cá chân linh, tư nhân tổng tất hiện tỷ trai tuần kiêm phỉ kính tiên. Nội ra tiếng tổ hiện tổ khảo đế văn mi hành chân linh, tổ tỷ vũ thị bầu chân linh. Kinh tiếng tổng tổ khảo mê văn phồi chân linh, tổ tỷ chính thất nguyễn thị phết chân linh. Tứ vi a thất lo thị đẳng chân vi a ở linh, tổ ô lê thị nhớ chân linh, mãnh ba lê văn hái chân linh. Đồng ý là cô lê thị nhậm chân lý a linh, đặng văn phiếu chân linh ma khảo lê văn nghi a phục chân lý a linh, thị bùi thị giỏi chân linh. Thúc ghi khảo lê văn thuộc chân lý a linh, phụ tiếp chân linh lê đình phách chân lý a linh. Ngô hô thị nhụ chân lý a linh, lê thị bám chân lý a linh. Phạm văn soạn chân lý a linh, lê thị mỏng chân linh. Phạm văn mỹ thanh chân lý a linh, giống lý a phụ nguyện bắc nghề đới chân lý a linh, thị nguyễn thị mót chân linh. Phụ tiếng ngoại gia tiên tổ tổ khảo phạm văn pháp chân linh, tổ thị nguyễn thị mão chân linh. Lê thị chính chân linh, di mẫu phạm thị xuân chân linh, phổ cập lối ngoại đảm đẳng nhất thiết chư vị chân linh, thị tam thiết để tiên oan ra trái chủ. Tiêu thô chấp đối oanh oanh đẳng hồn đồng trọng trai duyên, quân siêu tình cảnh thank you.
Phật Thánh cũng rằng hạ
thiên tần lâm tổng thất tu trai linh sư giữ tiếp phát hành quan điểm thỉnh và tuyên kinh cung minh hiền thánh cầu sám thù ân đạt nhã độ băng tiền sám sinh nhân hậu sám tổ tiến nội ngoài khai phá ngũ phương giải kết lục căn cất bản trùng tán kiền kỳ âm siêu sinh dương khánh thịnh nghi sự ra kim mỹ kim thần trai chủ có ái tử Lê Hoàng Văn Tạc Lê Văn Hải Lê Văn Mao Lê Văn Hiệu Hôn Tử Phạm Đình Hảo Tô Thị Cường Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Lê Nhung, Nữ Tử Lê Thị Mây, Lê Thị Hường Tế Tử Nguyễn Quang Thảo, Trác Hiếu Minh, Đạt Vị Hợp đồng toàn gia Dương Môn Quyến Đến Đảng Tức tức nhận ngốc can đạt ra cất tháp vi thành từ xưng phục vì chính kiến hiển tỷ Phạm Thị Thúy Trân Linh Nguyễn Mạch sinh như binh tí điện quận nguyệt nhà tài thủ sinh hưởng Mao Điệt Bắc Thập Nhị Tuế Hạng Hạc Tư Đinh Rộng Liên Nhị Nguyệt Nhị Thập Tứ Nhật Mão Thời Thuận Tề Quý Tây An Ngôn tí ngôn niệm là phao vi nhân tử cảm hạ từ thân Thập nguyệt hoài thai vĩnh nhiệm sinh thành Chỉ vĩ báo ý à tam niên nhũ bộ Thâm ân cúc dục chi nan thù Khái tưởng âm dung hai tay từ Mẫu ý à thúy nhĩ giảm trường Hốt mộng tình nhiên phách tán vô văn Thiết đư thân linh mạnh sinh túc thế thất đại hôn mai thất tình Trường nghe xúc ân xúc ái thất thức tham trượt nhi vô minh Nóng cứ lộng nại thất sự vọng hành Nhi bất đáng chỉ thất nậu khẳng trừ ư dương quá thất nạp khỏi miễn ương khiên Kim bằng thất tiền vũ từ vương hạnh mong xá hiểu à Tức kiến thất trai vu cát nhật nguyện bạc u minh Cùng người nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo chư Phật Bồ Tát kim liên tòa hạ Nam mô tam tòa đẳng giác chư đại Bồ Tát hồng liên tòa ấy hạ Tam giới thiên chúa tứ phủ hoạt linh công đồng thánh đế ngọc bệ hạ Bản đàn phụng từ hương hóa nhất thiết duy linh vĩ tiên an Cung bác ân quang độc thề chứng giám phục nguyện hoàng khai diệu thể quán phát từ tâm Sự chân tính chi vô vi kiếp kiếp ngộ thất hàng Hủ y hạ tỷ vong linh chi bất lộc thời thời sinh thất xứ hội chung Pháp tính viên minh chân tâm tử tại nhà kiếm vì phù tiến hiển thảo lê hoàng văn tá Phổ cập loại ngoài đẳng đẳng chứ vị chân linh đồng trường trai duyên quân vô tính cảnh Đáng thần nàn tình vô nhập kích kết bình định chi chi cẩn số kiến vật Đinh dậu liên tứ nguyệt Thập nhị nhật trai chủ thành tâm hòa nam dưỡng sở ý
chuyện ngũ tu di. Hắc vô trường đại tứ đại hải quang trung hóa Phật vô số hóa vô tận trung diệt vô biên tứ thập vạn nguyện độ chúng sinh. Kiều Phật mà mình đang về thank you.
không không sắc sắc bản đông kiến sinh tử hà nông một bắn đi biển nam chiều thịnh nghe vong hồn nhị nay à lâm mờ hỡi ơi mày con người ta sống ở trên đời chẳng khác nào như loài ong kia làm tổ đêm mai hắn đò bay khắp gần xa tìm chẳng thức qua đêm mày
tả má ngoại đạo
như thằng chuyện tình vô hình chốn trong áp tiểu căn thân kim ra ngay cho tăng chúng mới tỏ phương tăng vào mũi tiền cùng tuyên sao môi Thank you.
thánh nhân đi kiến tập dĩ mong từ lực về thiên hạ bảo vương phục nguyện lý thượng đạt chư tôn đi biểu ý tuyên đi liệt đi thân phả đồng đã hạ theo ý này tâm mê phục trượng thử bảo và cương ý phục ý phù tiếp còn đề kim ý mong ý vì đại lãng đề được làm mi quốc hải phong về thành ngõ quẹt mi quan tăng lì ở sắc phường làm mi pháp đệ lì nhất đi hàng tăng thập phi tứ thượng đệ nhất thiết đẳng tại giá tịnh xứ cứ thượng phong về phật cũng rằng là mi trên quan lì ở lâm tổng thất tổ mi chạy mi sư tử theo phản tấu điều quan tình phật duy mi cũng minh nhà phi thánh cầu sám báo ân kính kiến tổ tiên ngũ phương công kết các đoạn trùng tăng kỳ âm trang dân thánh định sự thiên thần trái chủ cô ai tử lễ văn lễ văn lễ tạ lễ văn lễ hải lễ văn lễ bao lễ văn lễ hòa đồng nam mô nữ thế xuất chư chúng bát phương hỷ ngoại gia thương môn bến nghi đẳng hỗ trợ lý phạm lượng lý áo hoặc đa nghi kiên kim bằng bốc mê xuất chỉ ngôn phụ nghĩ bị âm một chi sao nghị phạm ân thần tôi xưng phục lý vì chính nghi tiến thiện thì phạm thị thúy chân lý linh phổ khắp nội ngoại đẳng đẳng nhất thiết chư vị chân lý linh họ bạc chư vi đẳng đẳng chư vị chân linh tiểu nguyện thất tổ lý thế gia hướng nghiệp căn vị tích quan tích vị phân do nhiễu hại lý thường hành cố kiên truyền tin vị đoạn là do thịt nghi tinh độc liên tứ nguyên tập nhị nhật trường anh thiên tăng tiểu khu gia sứ thiết các đàn tràng kỳ an các bạn trùng tam liên tăng pháp nạn nghĩa duyên nhi tăng dùng thân phàm khổ ngưỡng cho thánh tư đoạn trừ tinh thổ thần truyền nam cương tiểu tử truyền thi la tế trùng tăng liên tăng chi đồ các giải nghiệp hướng đa sinh chi cấu âm dương tịnh lộ sinh tử thủ đô sự oan gia chúng đi siêu thăng bảo sinh nhân chi thăng thái giáo viên hương chân muốn cận hướng Phật đề cũng nghĩ rằng hạ thiên tuần lâm tổng thất tu chay lý sư giữ tiếp phát công đều ba tình phật tuyên kinh cũng nghĩ nhận thánh cầu sám báo ân kính tiên tổ tiên ngũ phương công kết các đoàn trùng tăng kỳ âm ý siêu dương khánh quân lợi sự kim thần trái chủ cô ấy từ lê hoàng văn ý tạ lê văn ý hải lê văn báo lê văn hiệu ôn tưởng phạm thị hảo tố thị tưởng nguyễn thị y trinh nguyễn thị lê nhung nữ tử lê thị mây lê thị y hồng tên y tử nguyễn quang y tàu chắc hương y minh hợp đồng xuất chư chúng tôn nội ngoại giá sâm môn quyền y đảng ân thân tự xưng phục vì chính nghi chân hiện nghi thì phạm thị thúy chân linh nguyên bảy sinh ưu bính thi liên muôn nguyệt nhật thời tổ sinh hưởng bảo vi thiên pháp tập nhị tuế đại hạ ưu tinh sở nên nghị nguyệt nhị thập tư y nhật mão thời họ mi trung phổ khắp bờ ngoài đẳng đẳng nhất thiết chư vị chân linh lợi gia tiên tổ ngoại gia tiên nghi tổ tỉnh cao kém tiền thiên quan gia trai cho kiểu tổ chấp đối đẳng chư hoại một đồng trưởng trai chư quân siêu tỷ thành ta thiết đi tự phóng nghi linh thác đi hóa chi nghi nhật người tăng chi nghi thôi hoặc nghi bị
thỉnh hốt cầu lễ giáo hoặc bị kiến phán thu sát, hoặc khi bị trầm phù biểu tình, hoặc khi bị khô lư khô cáo, hoặc khi bị thượng mã thôi thi, hoặc bị trùng người tăng liên tăng, hoặc bị hô tử hô sát, hoặc khi bị tinh tổ thần truyền, hoặc bị ngang tương yêu tử, dùng khi đắc âm ni dương khăn khắc, nhưng khi giải nhất kinh khi phổ vọng, hoặc khi tử giáng khi giám thánh đức phổ thi đoạn khi trừ đẳng chúng phong thần, thứ khi đắc phóng khi hồn siêu pháp, tính nghi sĩ thiện nghi tưởng chi văn nghi tập sinh nghi giả an cư bảo ra nghi đạo nhất vi môn ngưng quân thần hồ kim nguyệt các nhật tốc thỉnh thuyền lưu tiểu khu gia sứ tu thiết tam giới kỳ an các nghi đoạn pháp nghi đạt nhất duyên chu viên nghi tăng thì mi tác pháp duyên dĩ biện khoa phạm tiến hành cần cụ sớ văn phổ nghi tượng cung duy nam mô tập phương vô lượng thượng chủ tam bảo kinh liên tòa đại thánh quân trả lời đại minh nghi vương bồ tát liên tòa bệ hạ đông phương đệ đầu đại cha tiên vương thánh tiền nam phương thì lâu nam cha tiên vương thánh tiền tây phương thì lâu bắc cha tiên vương thánh tiền bắc phương thì sa môn tiên vương thánh tiền trung nghi thương đau đời thiên ni a vương thánh ni a tiền tam tập lục bộ thần tướng thánh tiền tam tập lục cửu duy tân thủy quân thánh tiền đảm duyên đề vị nhất thiết duy tinh chân tà vị tiền cô nghe a vọng giáp nghe a công tử y a mắn thánh đức phù trì tỷ hung thần ác sát chí nghi a lượng trừ sử tinh tổ thần nghi a truyền chi truyền lý a tận gia môn khắc khắc sang thấy nhân ni khẩu hữu linh cẩn thận hạ tỉnh vô nhập kích thiết bình căn chi trí cẩn sáu tiên phật ni cậu nên tướng nguyện tập phúc sinh nhật đệ ni kim trai chủ khấu đầu hỏa lâm thượng sơ thank you.
Thank you.
gặp lễ muôn đường gặp lễ muôn đường hà đặng đặng chữ bình chân linh tinh tam thế tiền thiên văn đồ trái chủ cứu thủ chấp đối đặng chữ mạnh hề hồn hề Thank you.
Oh,
Thank you.